gọi người phụ nữ bằng má mình mà em thì em làm sao nó ngượng lắm cô ơi. Thì biết là thế, nhưng mà nó bảo đến Con giờ xin tuổi lỗi cô, tác không quan như trọng. cô tuổi này bây giờ con gọi cô bằng chị là đã ngượng rồi. Con gọi cô bằng chị là khó gọi lắm. Đúng không? 65 này, 65 gần 70 rồi mà bây giờ mình gọi bằng chị là thấy nó ngượng. Gọi cô là đúng. Đúng chưa? Mà gọi bằng chị là sai, mà gọi bằng em đó thì càng không được. Giờ là sự thật phơi Thế bày là hết ra cô đã rồi. trình báo cơ quan công an chưa? Báo hết rồi. Bây giờ tổng số là bây giờ là cô thiếu, cô đi gọi là mượn mà bị ông tướng này ông gạt đấy. Là mấy tỷ? 1 tỷ mấy? Hay mấy tỷ? Chính xác là trên dưới này gần tỷ rưỡi rồi. Là bao nhiêu? 1 tỷ 40 hay 1 tỷ 50 hay 1 tỷ 90? Hay là 1 tỷ rưỡi? Hay là 1 tỷ 7 hay là 2 tỷ? Tỷ là 400 mấy đấy. Ôi giời Chính xác ơi. đấy. Giấy tờ đầy đủ hết. Ra Con báo công an rồi, lên cả tòa án rồi. Hậu ơi là Hậu, mày hiểu chưa? Mày sống ở đâu? Mày trọ ở Bình Dương, mày con quen con Tuyết ở Tiền Giang. Tao xuống Tiền Giang tao tìm mày. Người ta bảo mày cũng nợ mày đi rồi. Mày có một cái xe ô tô. Tao biết cầu ở dưới Tiền Giang rồi, tao xuống rồi. Bây giờ mày ở đâu? Mày hiện ra đây, mày ngoan ngoãn mày về đây, mày thương lượng với tao. Mày mỗi tháng mày trả cho tao bao nhiêu để tao trả nợ cho người ta. Không thì mày sống mày không nhắm mắt đâu Hậu ơi là Hậu. Tao nhục lắm rồi. Quá. Bây giờ tao lên đây là tao không còn gì để mất nữa. Tao công khai với cộng đồng mạng, tao công khai với mọi người giúp đỡ tao tìm lại những gì đã mất. Hiểu không là Hậu? Mày hiểu chưa? Mày ở đâu mày khôn hồn mày về đây mày thương lượng với tao. Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các anh hoặc các em trai về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Cũng rất nhiều cô hoặc nhiều chị gái về đây nhờ anh em Sĩ Bình Dương để tìm tìm con. Nhưng mà hôm nay một cái câu chuyện đầu tuần, các anh em ghi nhận phải nó đăng tải rất nhiều, nhưng mà đến giờ phút này bài học phải nói là bài học rút kinh nghiệm này rút chắc khả năng là rút mãi không hết được. Đến giờ phút này anh em ghi nhận phải trên dưới 2.000 trường hợp các chị em phụ nữ bị dụ gạt tình và gạt tiền. Nói chung là rất nhiều chị em phụ nữ có thể là thiếu thốn tình cảm, hoặc chồng mất, hoặc là lý do nào đó chưa có chồng mà quen với biết một số người đàn ông, có thể là quen biết qua mai mối hoặc qua người giới thiệu hoặc qua trên mạng xã hội. Đến giờ phút này anh em ghi nhận là cả người nhiều nhất là 142 tỷ, người ít vừa vừa là 14 tỷ rưỡi, còn trung bình cứ 1, 2, 3 tỷ mới lại vài chục triệu thì vài trăm triệu thì phải là nhiều không thể đếm. Hôm nay một cô cũng tương đối rất lớn tuổi rồi, có là u này là chắc cũng phải 65 70 rồi cô chú anh chị, về đây chia sẻ câu chuyện cảm xúc không còn gì để mất. Đến giờ phút này ngậm đắng nuốt cay, gia đình biết hết rồi, tan cửa nát nhà, đang ở Đồng Nai. Dạ câu chuyện nào, kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ con xin phép xin chào cô nhé. Cô có thể cô giới thiệu cô tên gì? Xin chào cộng đồng mạng, xin chào mọi người, tên tôi là Lê Thị Mùi, ở bên Đồng Nai. Cô Mùi năm nay mình nhiêu tuổi rồi cô? Thì tôi năm nay là cũng vào 66 tuổi. 66 tuổi. Vâng. Cô sinh năm 1959. 59 à? Thôi là mình bớt đi một tuổi đi. Vâng. 59 mà. Sau năm nay là 24. Vâng. Bớt đi tuổi 65 thôi cô. Rồi 65. Cho nó trẻ đi nha. Vâng. Cô hiện nay đang sống ở tại Đồng Nai hả? Sống Đồng Nai. Dạ. Con nghe cái câu chuyện này vừa rồi để cô chia sẻ thì anh em nghe bức xúc không? Vâng. Bởi vì đặc biệt là những người đàn ông ấy, mà gọi thuộc diện bám váy đàn bà, anh em đã từng chia sẻ rất nhiều rồi, nghe thì rất thương cho những người chị em phụ nữ. Đặc biệt như cô vừa rồi thì cô cũng nói chuyện là nghẹn ngào lắm. Thì bây giờ còn muốn hỏi cô thế này, rồi hôm nay cô về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình, đăng tin, chia sẻ câu chuyện và tìm ai? Tôi cũng nhờ cô nói chuyện lớn tiếng. Hiệp sĩ bên Bình Dương là Nguyễn Thanh Hải, và nhờ cộng đồng mạng và nhờ mọi người sẽ tìm cho tôi một người đàn ông tên là Võ Minh Hậu, quê ở An Giang. Sinh năm 1975. Thì trước đây cũng đâu nói là trọ Bình Dương. Và năm 2018 thì có tài xế lái xe ở Hầm Đá, Tân Cang. Thì trong khi cũng được bạn bè giới thiệu, giữa tôi với ông thì cũng có quen nhau và cũng có tí tình cảm. Đấy thì anh ta cũng có hứa hẹn này kia kia nọ, rồi cũng có nhờ tôi vay mượn dùm một số tiền để anh ta tiêu xài cá nhân. Từ nhỏ đến lớn, từ ít nhất là 10 triệu và nhiều nhất là 150 triệu.
trong một năm trời, ngày tháng là tôi có ghi đầy đủ. Vay mượn của ai là cũng có chữ ký đầy đủ. Thế sau khi tôi đã vay mượn cho anh ta rồi, lại trả tiền lãi cho anh ta để giữ uy tín cho những cái người vay kia, thì cứ đi theo cái ước mơ nguyện vọng anh ta, cứ hứa nay hứa mai, hứa là sẽ về bán nhà bán cửa để trả vào đó. Mà anh ta mưu mô lắm, anh ta bài bản, mà anh ta đóng kịch đủ kiểu, còn mượn người nói chuyện là thay vào đó để đóng kịch. Thì tôi cũng tin người, tôi thì trước nay thì cũng thật thà, cũng chưa nửa dối ai cái gì, thì tôi cũng quá tin người, tôi mới cứ làm theo. Thế cuối cùng là đến năm 2019, cuối năm 2019 thì tôi phát hiện được ra là anh ta là cứ lẩn trốn rồi nói thế này thế kia, thì tôi mới một mình là chưa biết miền Tây là ở đâu hết. Thế mới bảo con là thôi để mẹ xuống miền Tây. Thế tôi bảo là để xem có gần nhà chùa thì tôi xin ở nhà chùa một đêm, tại vì không biết ai mà. Thì xuống đó thì cũng không may để gặp cái thằng xe ôm đó, trẻ kể hết tình huống ra. Nó chở đi tìm ấp nọ ấp kia không thấy, thì nó mới chở vào nhà nghỉ, nó mà chị cứ vào nhà nghỉ đến mai em chở đi tiếp. Thì cũng không gặp, đến chỗ nào bảo là nó chỉ có là nhờ hộ khẩu ở nhà vợ thôi, chứ không có nhà cửa ở đây. Thì nó có nói là nó đánh vợ đi tù bao nhiêu tháng rồi, có tòa án, ngày ra tòa nó cũng nói. Cuối cùng tôi cũng vào công an hỏi là cái ngày đó có anh đó đánh vợ đi tù không, thì công an hỏi khắp bên cái chỗ mà về cái nói về cái khâu chạy giam ấy, thì nói không có cái tên anh đó ở đó. Sang bên tòa án hỏi là cái ngày đó có xử cái vụ án là cái anh đó đánh vợ ở đây không, tòa án kiểm tra hồ sơ cũng không có. Thế về chỗ mà thị trấn, công an thị trấn nộp hồ sơ ở đó, là có nộp hồ sơ công an tiếp nhận rồi, là cái anh mà anh Ngoan là bên công an thị trấn, còn anh Nam là bên công an huyện, người Thanh Hóa, có thương cô và cũng nói là cô ơi, con là người Bắc, con thương cô lắm, cô cho con sơn số điện thoại xem con có giúp được gì cho cô không. Hiện nay là vẫn có hai số của công an đó. Đấy, thì cái anh Hậu này thì lúc đó là anh nặn đi không thấy. Nhưng mà cái thằng thứ hai là xe ôm á, thì cần cái công an mà Nam á, nó có ra nó rình chỉ công an Nam là con ơi, con ra cái chỗ ngã ba đó, cái thằng đó nó đi cái xe tay ga màu trắng, là nó xe ôm nó đứng ở ngã ba đèn xanh đèn đỏ đó, thì có ra mời vào và có hỏi tôi gửi hết hóa đơn chứng từ gửi cho nó. Thì hỏi bảo thế đỏ mặt ra, thì nó bảo có, thì nó mới cho nó điện thoại trực tiếp. Thì nó bảo là chị ơi, chị gửi em số tài khoản để em gửi cho chị dần dần, chứ em không có tiền. Cuối cùng cũng thả nó ra. Đến lần thứ hai lại, thằng Nam nó lại bắt được lần nữa đưa vào thị trấn, đưa hết hóa đơn nó tìm, nó cộng vào tất cả là bao nhiêu tiền. Nó cộng nó vào 50 triệu chị ạ. Bây giờ đang dịch, em cũng không có tiền. Cũng hứa để đó. Thế còn cái thằng Hậu này là nó trốn đi. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2019 thì có mời được vào công an phường, thì công an phường cũng tiếp nhận và nó cũng có ghi là nó có thiếu cô Mùi hơn 1 tỷ, chính xác là 1,5 tỷ nhưng mà cứ nói là hơn thôi. Nó ghi hơn 1 tỷ, nó ký vào đấy, nó hứa là mỗi tháng nó trả 20 triệu. Thế công an bảo thôi bây giờ thì thôi để cho nó đi làm ăn để nó trả. Cuối cùng để cho nó đi, nó đi rồi nó cũng quay vòng vòng lại, nó cũng kiếm được ít nữa để nó bảo là lấy vốn làm ăn, chứ không bây giờ anh không còn vốn gì nữa. Thế là cũng kiếm được mấy chục triệu. Thế là đi nặng từ rồi, đó đến giờ. Bây giờ con xin phép câu chuyện của cô ấy. Con thấy câu chuyện của cô ấy, con ghi nhận ban đầu thì nghe cô chia sẻ cái ông tướng này, ông Hậu hả? Hậu, Võ Minh Hậu. Võ Minh Hậu, sinh năm 1975. Bây giờ này, con muốn hỏi chuyện những chuyện vắn tắt, những điểm cơ bản. Hy vọng là cô hãy chia sẻ thật để cho mọi người biết và tên Hậu là ai. Cô thì năm nay 65 tuổi, tên Hậu là năm nay 49 tuổi, họ chênh nhau 16 tuổi. Cô cho con biết này, cái mối quan hệ cô quen biết với ông tướng Hậu này là năm bao nhiêu? 2018. 18, đến giờ phút này 6 năm.
ông quen cô quen ông Tướng Hậu này là quen trong cái trường hợp nào? Thì người bạn bè giới thiệu ông thôi. Giới thiệu, cô cho con hỏi lại. Cô trước đây mình có chồng chưa? Nói chung là chồng cô cũng mất năm 2014 rồi. Ồ, vậy là 4 năm sau. Đúng rồi. Là mình đi tìm một cái niềm vui mới, đúng không? Nhưng mà không may là gặp với ông Hậu. Gặp ông Hậu là lúc gặp ông Hậu thì ông ta làm nghề gì? Tài xế chở đá ở hầm đá Tân Cang. Tài xế lái xe đúng không? Lái xe. Ông này lái xe là chuyên nghiệp chưa? Cũng vào đúng lúc khi vào. Nhưng mà cô thấy ông lái xe bằng. Vào trong đấy rồi, trong đó những người ở xóm cũng vào trong đấy cũng nằm cùng. Nhưng mà có biết ông này có bằng lái xe không? Gặp sếp thì bảo nó khi mà phát hiện ra vào sếp nó không có bằng đâu. Nó chở từ hầm lên thôi. Chứ không có chạy ra ngoài. Ơi, ông chạy chui giờ bằng lái máy bay thì má. Không có tài xế, không có bằng lái. Trời ơi. Hậu ơi là Hậu. Thế là ông này không có bằng. Không. Lúc mà khi gặp ông ta có chia sẻ với cô là ông ta bao nhiêu tuổi không? Có vợ chưa? Quê có ở đâu? Có đưa cái chứng minh. Thì chứng minh thì tên tuổi như vậy, sinh năm 56. Sao chứng minh sinh năm 56? Ừ. Vậy là ông này sử dụng giấy tờ giả. Có chứng minh kia. Ông sử dụng giấy tờ giả. Thì có đưa chứng minh đó. Còn khi mà đưa xuống ông bố ở dưới bà dì Vũng Tàu thì chắp nối bà dì. Thì bà dì cứ thì thào nói là không, cái thằng Hậu nó sinh năm 75. Ôi giời. Thế xong mới giật mình ra bảo thôi thì không được rồi. Ôi giời. Thế không được, nhưng mà hôm đấy là mình đã yêu chưa? Rồi. Ôi giời. Thế xong bảo là nó bảo là thôi tuổi tác không quan trọng. Quan trọng lắm cô ơi. Đấy, lúc đó là cũng ruồng rẫy rồi, cũng sao chia tay không rồi. Dẫy nhưng lúc đấy phải dẫy ngay. Dẫy nhưng mà lại không được. Lúc làm sao mà tiền. Nó lại cứ nấn lúc đấy mình ngát. Lúc đấy mình mất tiền chưa? Lúc đó là có một ít mất rồi. Mất nhiều chưa? Lúc đó thì tí đúng không? Có rồi. Trời ơi, lúc đấy thế mà ra ngay không, thì ngon rồi. Đấy lúc đó ra thì được rồi. Đấy, ra nhưng sớm thì được rồi, mà... nhưng mà ra muộn quá là. Ôi giời ơi. Cô ơi là cô. Thế là đến khi cô biết là phát hiện được tuổi là ông Tướng này là ông ấy kém cô là mới 16 tuổi. Là ông cô có chia sẻ thẳng là bây giờ ông ít tôi hơn tôi tuổi này, tôi có, gọi ông khó không? Có. Nhưng mà ông Tướng này gọi cô bằng cái gì? Thì cũng gọi bằng em. Ôi giời ơi, ông Tướng này ông gọi xảo trá rồi. Gọi người phụ nữ bằng má mình mà em thì em làm sao nó ngượng lắm cô ơi. Thì biết là thế nhưng mà nó bảo đây con là xin lỗi cô như cô tuổi này bây giờ con gọi cô bằng chị nó đã ngượng rồi. Con gọi cô bằng chị là khó gọi lắm. Đúng không? 65 này 65 gần 70 rồi mà bây giờ mình gọi bằng chị là thấy nó ngượng. Gọi cô là đúng. Đúng chưa? Mà gọi bằng chị là sai mà gọi bằng em nữa thì càng không được. Cô thấy vô lý không? Thế lúc bây giờ sao mình không... Các con cô cái hôm đấy là những cái thời điểm đấy là gia đình cô biết không? Thì mới được mấy hôm mà nó về nhà nó nói chuyện với con cái nhà cô nhà nó hứa hẹn thế nọ thế kia. Không, nhưng con đang hỏi là cái hôm mà cô quen đấy, cô phát hiện được tuổi. Là thì ông Tướng này còn nhỏ tuổi. Con cô có đồng ý không? Cũng không biết tuổi nhưng mà thôi cũng là không nói ra cái vụ đấy. Thế là xong rồi. Thế là cô tiếp tục là cho người ta quen biết. Mình gọi vẫn tạo cơ hội người ta để quen biết. Rồi thế là có ở chung không? Nó ở trọ thì lâu lâu nó về nhà thôi. Lâu lâu là về thăm cô thôi. Cũng gần đấy mà. Nhưng mà ông là Tướng là lúc hôm ông nói là ông có vợ chưa? Có vợ có con. Rồi là... nhưng mà rồi có con hiểu vợ con nhưng mà bỏ chưa? Không bỏ, nói là ngày đó ngày nọ ra tòa để bỏ nhau. Ồ, rồi. Nhưng mà cứ hứa thì hứa vậy rồi. Đó. Nhưng mà tại sao cô không xem giấy à? Không có giấy tờ gì hết. Thế là ông Tướng này khi mà gặp cô là ông ta đi xe gì? Đi vào... đi chung là đến gặp cô để đi bằng xe công gì? Công nhân thì đi làm ở trọ, thì tài xế thì đi xe quay tàu thôi. Ôi trời ơi! Ở trọ thôi. Cái ông ngồi tàu mà lui làm sao là bà già? Ít nhất mồm là... miệng tôm tép lắm. Dẻo lắm đúng không? Ông này quê gốc ở An Giang hả? Đúng, An Giang. Ôi trời ơi! Ông nói chuyện khéo lắm đúng không? Nói là quê gốc vậy thì xuống điều tra có bảo nhập hộ khẩu nhà bên vợ nhưng mà... nào có đưa đến nhà bên vợ xuống cả không tìm được luôn, xuống cả ấp tìm từ ông tổ trưởng cũng không ra. Từ ông tổ trưởng nói là thằng này nó bỏ đi đâu, bỏ quê. Ôi đi đâu rồi, mất gốc rồi. Xuống đến cổng công an đưa cái hình mấy quán ở đằng trước nói là ô thằng này hở nó chuyên nửa tình nửa tiền. Ôi giời, giật mình rồi cái ngày đầu ngưng tiên luôn. Xuống đấy phát hiện nó rồi còn ngưng gì. Ôi nó cái số ông đi tìm nên là biết rồi. Thế là mất hết rồi à? Lúc đó là mất hết rồi. Thế là một cô... mình nó liều xuống miền Tây là bảo là bây giờ nếu mà gặp gian dối là nếu mà cái số mình sống là sống, là số mình chết. Bây giờ này. Thế là trước khi cái cuộc ngăn cản cô là xuống Vũng Tàu để tìm hiểu đúng không?
ông Tàu nó đưa xuống nó giới thiệu bố nó. Giới thiệu bố, nhưng mà chắc bố con chưa nói chuyện với nhau, bị bẻ mắt nhau. Thông đồng rồi, không thông đồng rồi, à? Xuống là cứ ngọt ngào là thông đồng vun vào, ông mới cứ vun vào. À. Đúng ra là ông là người lừa đảo. Ông bố nó chắc hơn cô được mấy tuổi không? Hơn bảy mấy tám mươi mất rồi, ngày bố mẹ nó mất cũng biết, ngày bố nó mất cũng biết. Cô cũng xuống thăm luôn. Không xuống. Sao mình nếu không xuống là kiểu gì cũng gặp. Thế mà mình không xuống uổng quá, mình xuống. Xuống là không xuống là do con bồ con Tuyết là ở. Bồ nào nữa? Ý là sau phát hiện ra nó lừa đảo thì mới phát hiện ra cái con Tuyết mà trước đây mà ông hay gọi cho con Tuyết. Thế tôi mới tìm cái số điện thoại, là tìm Tuyết, cái tên ở trong điện thoại đó, rồi hỏi bảo anh quen con Tuyết như thế nào, một ngày gọi đi gọi lại nhiều lần, cũng nghi ngờ rồi. Thế bảo là không, con này là ông nói là khác đi. Em nuôi. Ừ, nói được khác đi. Thế nên khi phát điện ra mới vớ được con số của con Tuyết mới hỏi. Một hôm mới điện hỏi là bây giờ em có phải em quen cái anh Võ Minh Hậu không? Em quen như thế nào? Thế em quen trên mạng, thế mới hai bên mới kể cho nhau thì cũng kể hết cho con Tuyết rồi. Nó nói là cũng quen chị như vậy rồi nó cũng lừa của chị số tiền lớn như vậy. Rồi. Nói, bây giờ con xin tốt. Ôi, căng thẳng rồi cô ơi. Ôi giời ơi. Thế là hôm mới phát hiện đầu tiên, về cô dãy lấy như đỉa phải vôi luôn. Nhưng ông tướng này vẫn nói ngon nói ngọt. Là anh hứa, là anh hứa anh sẽ nuôi em, anh sẽ hứa sẽ chăm sóc cho em đúng không? Đến cuối đời đúng không? Kiểu vậy. Thế là cô nghe là bùi lòng là cô lại bình tĩnh lại. Dạ ngưng bao lần nó cấm không vào nhà rồi. Cấm là cô cấm bằng cách nào? Nó nói là không cho vào nhà. Cấm là phải cút. Cô cấm không vào nhà thì ngày cấm, không vào cô, không lại. Cấm nhưng cô có nói những từ cút không? Thì nói là cấm cả con cũng vậy, đến khi mà ông lại bảo thôi. Cô được mấy người con? 5 người con. Ui giời, bê đút vào bao? 5 đứa con bê đút vào bao luôn. Ông tướng này to nào thì to nữa, bê đút vào bao luôn. Một mình con là đút được bao rồi đấy. Mà 5 người con mà không đút vào. Quan trọng là cô chúng quyết định nha. Do cô thôi, cô chỉ nháy mắt thôi, đá ra sinh nhan thôi là các con cô đút vào bao. Thế là thỉnh thoảng qua lại mà mượn tiền, là ông ta mượn tiền làm gì? Thì cứ tiêu xài cá nhân. Lần đầu tiên ông ta hỏi mượn tiền cô để làm gì? Thì bảo là cá độ đó banh thì thua. Ôi giời, cá độ, nếu nghe từ cá độ, bấm nút tắt nguồn. Rồi 10 triệu rồi là xe hư rồi này kia nọ, nói chung là ghi hết trong tờ giấy. Nhưng mà lần đầu tiên nghe như thế là bấm nút tắt nguồn thì luôn. Thì bảo rồi, bảo chứ không nỡ một lần thôi. Không. Bấm nút tắt nguồn. Cô hiểu từ đó không? Bấm nút tắt nguồn là xóa số. Chứ còn nếu mà tỉnh ra thì đâu đến nỗi vậy đâu. Trời ơi, cô đâu phải lên 5, lên 3 mà cô tính. Thì vậy đó. Ui giời ơi. Này chứ cứ nghe theo. Thế là lần đầu tiên 10 triệu. Thế là khoảng bao nhiêu lần? Trong một năm nhiều lắm. Một năm gặp cô thường xuyên không? Một tháng gặp mấy lần? Một tuần gặp mấy lần? Tuần cô có nói thật là tuần gặp mấy lần? Thì ngày hai ngày gì đó, ông tài xế ở ngay gần đó mà. Ui giời, cứ sang là vừa ăn tiền trong này, ăn cá tình nữa. Thế là cứ cách hai ngày. Cô giống với cái cô mà bán vé số ở Lam Tân Uyên. Bán vé số mà giấu con, âm thầm giống cô ở trong phòng trọ. Cứ ông tướng thì ông cũng lái xe luôn. Cứ hôm vào ông đạp mái cái buổi sáng sớm. Đạp mái cái kiếm 50 củ. Đạp mái cái kiếm 300 củ. Cứ đạp mái buổi sáng, toàn đạp mái buổi sáng. Là nói thật anh em đã đăng tải rồi đó. Nha. Hơn 2 năm nữa rồi. Cũng bằng tuổi cô này, 65-70 rồi. Cứ sáng ra đạp mái cái ông kia là sinh năm 86. Đạp mái bà già. Mình nói thật, đây là mình nói rất thật. Đó. Anh em đã ghi nhận rồi, đăng tải rồi chứ không phải không đâu. Cô về cô khóc lóc. Đó. Mà là chỉ là người bán vé số thôi, nhưng bán vé số tại sao có tiền? Bán vé số này không phải là nhiều tiền như vậy, nhưng tiền đó là tiền đất, đất cát của gia đình ngày xưa để lại. Bán đi để chia cho từng phần từng người. Cuối cùng là cô này cô ấy dính phải ông tướng này lái xe. Kế đến kế nhà luôn. Cứ sáng sớm vào tranh thủ đạp mái cái. Lại kiếm 100 củ, 200 củ. Có 4 tỷ 7 à? Trong vòng 2 năm 4 tỷ 7. Cô cũng vậy đó. Ví dụ như là cô cứ bây giờ nói là hơn tỷ thì cô không có. Nhưng mà ví dụ là 50 triệu, 30 triệu là cô có. Cứ từ từ. Đấy, thế là cứ ông tướng này cũng lái xe luôn. Thế là ông ấy kể lẽ là ông ấy khó khăn đúng không? Thế là ông nói như vậy là mình cũng thương tình. Nhưng mà tại sao lúc ấy cô lại không tỉnh táo, là cô nói là bây giờ em cho anh mượn, bao giờ anh trả em? Thì nói là về bán nhà trả đó. Bán, bao giờ anh bán? Ngày đó ngày nọ nó hứa đấy. Hứa bao nhiêu ngày? Ví dụ mượn đầu tiên là hứa bao nhiêu tháng? Thì nó hứa để nó trả, làm lương nó trả xong bắt đầu nó cứ lương đến tháng lương của ông mấy, một ngày một tháng có 30 ngày nó có trả đâu, rồi không trả cắt bấm nút no này no kia xong bắt đầu nó đấy bấm nút nó cứ cắt vậy. Nó bảo là đến khi mà được 100 triệu rồi hứa là thôi ngưng đi lúc đấy ngưng thì còn kịp hay là bán tiếc. Thế là không ngưng xong bắt đầu là đến lúc mà tăng lên đến 300 rồi nó bảo là nó về nhà nó cầm sổ
cầm sổ đỏ đi cầm, chưa chưa đến ngày ra lúc tòa bỏ vợ. Lúc bây giờ là cô năm nay 65 mà, lúc bây giờ là 59. 59, nhưng mà lúc trước cô có còn được như thế này không? Hơn chứ, chân tay đã gãy thì đâu mà lúc chân tay đẹp hơn đâu mà thì từ đó hơn. Nó suy sụp ấy chứ. Lúc trước là đẹp lão hơn đúng không? Nói chung là nhìn từ đó nó suy sụp cho nên là chân tay nó yếu, té hai bên lần gãy. Trời ơi, tay thì chín đỏ rồi. Giờ mà giờ đi làm mướn, đi chợ ra bán được đồng nào ăn đồng đó chứ. Gân xanh thì lỗi mà gân trắng thì lỗi. Nói chung là giờ nhục nó đi kiếm từng đồng ăn á. Còn nhà cửa mất hết rồi. Trai ăn hết rồi. Mất hết rồi. Con gái thì nghèo không có cho nó. Các con cô biết hết chưa? Biết rồi còn gì, nhà cửa tan hoang hết rồi, bán hết thì bán nhà. Ủa? Bán sạch đi trả nợ cho người ta, giờ ôi mình đi. Trời ơi. Thế là cô bán hết nhà rồi à? Bán hết rồi, trả nợ cho người ta, gọi là mình đi trả nợ đậy rồi đấy. Thế bây giờ nhờ cộng đồng mạng mới nhờ mọi người. Xuân Ninh bảo rồi. Đi kiếm về để không có sai thế nào cô. Sướng một giây mày khổ cả đời. Không sai thế nào. Cô có xem Xuân Ninh không? Cô biết Xuân Ninh không? Chắc cô biết đúng không? Cùng quê. Cùng quê đúng không? Bắc Linh đúng không? Cô hát được Bắc Linh không? Dân ca quan họ nè. Cô thử ngẫu hứng nào. Cô thử ngẫu hứng nào. Không. Đâu tâm trạng đâu. Đùa. Giờ nghĩ làm sao mà tìm được nó về đây để tìm là phải nhờ. Tìm rồi đó. Nhờ các anh bây làm sao tìm được. Vậy là cái mối quan hệ đấy là trong vòng một năm, cứ cách ngày hai ngày lại tới gặp cô một lần. Đúng. Và lại ứng mớ tiền và lại ứng cô luôn. Đúng rồi. Ôi trời. Ông ở phòng trọ, cô tìm đến phòng trọ chưa? Có phòng trọ. Phòng trọ thật. Ở một mình ở với ai? Ở với thằng cháu. Thằng cháu cô có thì thầm nói chuyện với thằng cháu bao giờ? Thì thầm với thằng khí, thằng ấy là nịu đạn nữa. Ôi giời. Thằng đấy lại giấu nữa. Nó cùng ben rồi cô ơi. Nó thằng đấy tìm hiểu ra là còn quen gì của nó ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu, nó thỉnh thoảng lại xuống đấy nữa. Lại ăn bà gì nữa? Ừ. Ôi giời ơi. Xong quen bà gì xong bắt đầu bà gì mới nhờ giới thiệu lên đây tài xế. Lộn xộn này hả? Lộn xộn này cuối cùng tìm ra là thôi thằng này bắt nhau. Ôi giời. Không. Nhưng lúc đấy mình mất tiền chưa? Rồi. Ôi giời ơi. Bây giờ mới nhục nhã. Bó làm chuồng. Chưa ai giống cô bắt bò năm chuồng. Dây, trước khi người ta muốn trông cái con bò là người ta mua con bò là 50 củ về người ta dần giống. Người ta quay, gắn camera và quay kín lại để tránh tình trạng mất trộm. Cô mất hết rồi bây giờ cô mới đi cô theo dõi mới cô đi tìm thì tìm cái gì. Thế là về sau là con cô biết là con cô nó có trách móc mà có buồn không? Có, cũng bảo là sao vay mượn tiền nhiều vậy mà sao mẹ không nói ra. Ừ, nếu nói ra thì con cái nó ngăn cản. Đúng. Nhưng mà mình cũng thật là mình cũng giấu. Để chờ cái hy vọng của nó mà trả được thì thôi, dạ. Coi như là không biết cái gì hết. Kể cả những người nợ, ví dụ như nợ anh 100 triệu nhưng mà cũng nói là tôi mượn. Đừng tôi nói đi, gì nhé. Tôi đi, không nói gì nhưng nói là tôi mượn, tôi đi buôn bán đất động sản. Ôi thì nó có biết là mình đi bất động sản. Đúng rồi, những năm đấy bất động sản cùng đó mà. Nhưng mà nghĩa là nó trả rồi thì mình trả lại thì nó không có vấn đề gì ngờ, ra. Ai ngờ đúng không? Ai ngờ đâu như mà vậy. Mà tại thì... sao ấy, cô bơm số tiền nhiều như vậy mà nhà cô không biết. Giấy tờ thì không, tên thật thì cũng khai man. Người ta nhìn tuổi, con nhận định con nhìn tuổi, con nói thật với cô nhé. Nếu lệch 1 tuổi thì không thì cái đấy là bình thường. Nhưng mà lệch cái 3 tuổi là con suy nghĩ ngay. Nếu mà như cô bây giờ cô nói là mấy con là cô năm nay 65 tuổi. Nhưng mà cô khai 70 tuổi là con xem lại. Con nghi ngờ ngay. Mà khai thế thì cô 80-90 tuổi đây thì con thấy vô lý rồi. Đúng chưa? Như con bây giờ cô nói 70 con bây giờ con giả bộ cô là con 70 tuổi cô tin không? Đúng không? Mình hôm đó là con nói thật với cô bây giờ mọi chuyện nó lỡ rồi. Mình đó là mù quáng trong cuộc tình yêu. Trong tình yêu thì nó có nhiều cái sự u mê lắm. Cô cứ nói chuyện ấy là bảo ông tướng này ông nói chuyện gì là cô nghe đấy, đúng không? Cô nghĩ là ông bỏ bùa, phải không? Đúng không? Còn mới nghe một cuộc nữa này. Còn một người nữa mai lên đây, còn hơn cô nhiều lần. Cũng bỏ bùa luôn, bỏ bùa bốn nồi đất. Đấy, nhưng mà không phải đâu cô ạ. Cái người đàn ông người ta chinh phục một người phụ nữ, người ta có nhiều tài năng mà năng khiếu, đặc biệt là những người ta chuyên lừa tình này, lừa tiền này, người ta có nhiều cái năng khiếu bẩm sinh của người ta là người ta đã giỏi hoạt ngôn rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta đã quá kinh nghiệm rồi, người ta gạt nhiều người rồi đó, người ta có nhiều thủ đoạn rồi, người ta lên nhiều phương án rồi, nếu cô hỏi lại là người ta sẽ có câu trả lời ngay, không bị ấp úng. Nhưng mà cô này là cô không thiếu sự tỉnh táo, ông này là cái thứ nhất là cao to đẹp trai, mình nói thẳng như vậy, trắng trẻo trắng phốp. Mình nghĩ rằng là mình có giá, mình nghĩ rằng tuổi này mà mình quen là một người đàn ông này là đẹp. Này là mình chiều tới mức luôn, bao nhiêu cũng mất, mất gì cũng mất. Đó, vì vậy cho nên cô mới bị sâu vào, lún sâu vào như vậy. Còn nếu mà cô phát hiện là ngay tập đầu tiên ấy, những ngày đầu tiên thì cô thông báo với con tôi, con cô ấy, 4 5 người con cô thì con đảm bảo với cô là cô đến giờ phút này gia đình cô vẫn có nhà.
Dù rằng cô chỉ buồn một hôm đấy thôi, nhưng đến giờ phút này có thể cô buồn cả đời luôn. Đúng chưa? Đàn ông thiếu gì đâu. Sống dở chết dở. Không, đừng. Sống thì sống rồi, nhưng mà sống không thể lên đâu. Đó, mất hết rồi. Mất hết rồi, trắng tay hết rồi. Như tuổi này bây giờ cô đi kiếm 1-2 tỷ đâu có dễ đâu cô. Rồi, ra chợ kiếm từng ngàn, đấy. Bán bó rau được ngàn bạc. Đấy. Về tự ăn, tự nấu, đấy. Ở với con rẻ. Trời ơi. Buồn. Chân đó, bó bột, vẫn bị đi bán. Cháu nó đưa ra chợ. Như bán ông trưa nó đón. Hồ. Ngày 4 lần. Các con cô có ở gần cô không? Thì có mỗi đứa nó ở gần mấy đứa con rẻ đó. Còn những đứa kia nó cũng. Thì tại sao mà mình có con gái? Mình sinh ra con gái để làm gì mà tại sao tâm sự nhỏ to? Thì nói chung là giấu không, đúng không? Ừ, giấu không dám mẹ nói. Mẹ làm mẹ chịu ra còn chuyện này. Còn đến mẹ... thì nói chung là anh em hôm đám dỗ ông xã thì cũng cả bên chồng rồi bên mấy nó đến thì nó cũng giới thiệu thì cũng bảo thôi. Giới thiệu ông xã. Ý là ông giới thiệu rồi cũng bảo là thôi, nói thật là số cô cũng khổ. Ông chồng đầu cũng không được nhờ. Thế sau này ông này ông hứa hẹn thì bảo là hứa chứ gì mà hứa thôi, mấy ông họ hứa này mà hứa gì. Khổ rồi mà bây giờ thì gặp được ông này nếu mà bây giờ ấy người thật việc thật, chưa ai hứa thì không tin được đâu cô. Thì đó giờ mới hiểu ra được. Hứa nhưng người ta phải thực hiện được, nhưng mình phải nhìn cái tầm người ta. Người ta làm thắng 3 cọc 3 đồng là 5-7 triệu hứa gì. Đúng chưa? Người ta đã phải mượn tiền mình để người ta trả tiền bài, tiền bạc và tiền bóng banh rồi thì mình nghe những từ như vậy là mình bấm nút và chấm hết và đuổi, cắt băng Khánh Thành và cấm tước quân tịch. Cút. Mình phải nói những từ đó. Thì người ta nghe người ta bức xúc. Người ta nhấn nút người ta không dám lại mình nữa. Chứ cô anh ơi nè, anh ôi trời ơi anh ơi sao mà em đưa cho tiền cho anh đánh bài hết rồi anh ơi nè anh mai đừng đây chơi nữa nhá. Thế là ôi anh hứa với em là mai anh không chơi nữa. Mai anh sẽ làm anh bù đắp anh trả lợi cho em. Thế là người đấy là nhũn à, như bún thì cô ăn hay bún không? Cô thường ăn bún không? Cô hay ăn bún không? Cô ăn bún ăn phở. Ăn phở là sợi cứng hơn. Bún thì nó mềm. Bún mà cứ trụng tí nước sôi thì cô biết rồi thì nó mềm lắm. Cô hình dung không? Bún trụng nước sôi giống như cô mà bị ông này ông trụng đấy. Đấy. Ông này ông trụng thì tôi có nói, người nó nhũn như con chi các con thì cũng giấu hết. Thế là hàng xóm biết hết chưa? Biết hết thì toang hoang hết rồi còn trắng trợn hết. Ôi rồi còn giời gì. Ôi. Giờ là sự thật phơi bày hết rồi. Thế là cô đã trình báo cơ quan công an chưa? Báo hết rồi. Bây giờ tổng số là bây giờ là cô thiếu, cô đi gọi là mượn mà bị ông tướng này ông gạt ấy. Là mấy tỷ? 1 tỷ mấy? Hay mấy tỷ? Chính xác là trên dưới là gần 1.5 tỷ rồi. Là bao nhiêu? 1 tỷ 40 hay 1 tỷ 50 hay 1 tỷ 90? Hay là 1 tỷ rưỡi? Hay 1 tỷ 7? Hay 2 tỷ? Tỷ là 400 mấy đấy. Ôi giời. Chính xác đấy. Giấy tờ đầy đủ hết. Ra con... báo công an rồi, lên cả tòa án rồi. Ôi giời ơi. Đơn lên tòa án công an hình sự Đồng Nai này, rồi công an An Giang này. Cô. Có hết rồi. Cô. 1 tỷ rưỡi lớn không? Quá lớn tài sản đó, từ trước đến giờ. Ôi. Bây giờ thiết thật gom góp lại xây dựng cái miếng đất ấy, từ năm vào đây đến giờ bây giờ là coi như là trở về con số 0. Vì trời nó mà giờ ơi. Gia đình trở về con cô số 0. Cô có tí vàng nào không? Cô có đeo vàng không? Cô trước cô có đeo vàng không? Một phân chả có. Thôi con cho ứng cho cô mượn đỡ rồi. Thôi thôi đeo người ta bảo giàu vậy sao mà đi đòi nợ. Đây. Thôi. Thôi. Đây, cô biết 1.5 tỷ là nó bằng bao nhiêu cái này không? Hả? Bây giờ thôi, hết chết rồi. Chết rồi. Không còn một cái gì mà nói nữa. 1.5 tỷ bây giờ nếu con có 1.5 tỷ là một tháng bây giờ con kiếm 30-40 triệu. Không phải đi bán rau đâu cô. Bây giờ hỏi ra chợ buôn đúng bán chưa? Kiếm từng đồng từng hào một. Ôi giời ơi. Bây giờ cứ nặng nề em thầm nút cay ngậm đắng thôi. Ngậm đắng mình nút cay. Mình chịu ngậm rồi. Bò hòn nằm ngọt. Nhưng mà ông này nhiều ông lúc thì muốn kết thúc cuộc đời. Đừng. Nhưng mà không được. Không kết thúc được. Mình chết đi thì cũng không tiếng. Bây giờ ấy, con nói cho cô nghe này, mình phải sống vững tâm lên, bởi vì cái này do mình. Nhưng mà mình làm như này là tội cho các con. Nếu mà cô mà tiếp tục mà cô làm những nghĩ những con đường mà ấy là tội các con cô. Cô ạ, mình sinh ra con mà, nhưng mà mình đồng ý là mình nuôi con trưởng thành rồi, nhưng mà mình làm như vậy tội con. Đúng thì đúng rồi mà sai thì sai rồi. Nhưng mà con nói thật với cô, thế từ trước là cô không xem trên mạng xã hội à? Nói chung cái năm đó thì có xem không? Ít coi. Ui giời. Ít coi đến khi sau này biết ra được, hiểu được những thằng đàn ông mà nó đi mua chuộc, nó dùng những cái câu ni thân vợ rồi vợ bỏ được nhưng con không bỏ được. Rồi này kia nọ bây mình nghĩ ra là mình cũng mắc phải. Trong cái cuộc tình của cô là 1.5 năm, hiện nay là 1.5 tỷ.
Ông ta mua cho chị, nhà cô những cái gì? Chả có cái gì. Ôi giời ơi. Có tặng bó bông nào? Kỳ giấy. Không tặng cái gì. Tặng cái gì? Tặng mốt củ hai thôi, củ hai thôi. Ôi giời ơi, ông này ông cao to đẹp trai mà cô mê quá rồi. Cô mê rồi. Ông này thì tướng ông này thì tướng coi như tướng tập gym mà. Tướng này sung rồi. Thanh niên mà. Mà đến lúc này nó đang muốn làm cho cô hài lòng. Cô hình như cô hiểu ý con không? Nếu mà nói chuyện nói sâu hơn thì nhiều người sợ bỏ ông này nói chuyện tục tĩu. Đấy, nhưng mà ông ấy làm cho cô hài lòng, mục đích chính là lúa. Cứ xong cái là tí em ơi. Hôm nay anh có công chuyện em ơi, anh mượn 200 em ơi. Thế đó, nó bày từ nhỏ đến đấy. Lớn từ. Thế là nhưng mà con hỏi thật cô này. Ông đến với cô mà mỗi lần lấy tiền ấy là ông ấy làm việc xong hay là ông ấy mượn trước? Nói chung là mượn trước, rồi khi là lại... Có khi là mượn trước, có khi mượn sau đúng không? Nói chung là lúc khác. Mượn đó. Trước lúc khác hoặc là ông ở một nơi nào đó rồi lại chuyển, tài khoản. Giời. Đấy. Cô bắn, cô đến bơm lúc... cô bơm những quả những quả như thế mà cô không tiếc tiền à? Thế thì... cô không sợ ông ta không trả? Thì lúc đó đã bảo là cứ chạy theo cái ước mơ của nó để mà ước đến mơ ngày con đó hỏi nó thật, trả. Bây giờ... Rồi bây giờ ước mơ cô. Cô nói thật là ông ta hứa với cô là những cái gì? Ông ta hứa với cô những cái gì? Thì chỉ có hứa về bán nhà để trả hết cái bán số nhà, nợ bán đi. Nhà nhưng mà mình phải thấy nhà thì không thấy, thì cái giờ cứ nghe thôi. Vậy là cô bị mù quáng trong thì cuộc đấy tình. Ngu không? Ngu ngu khôn đấy. Không khôn. Cô khôn thì giờ đã khổ đâu. Cô khôn nhưng mà cô bị mù quáng, bị ngu trong tình yêu, nghe ngời, nghe lời nhiều quá. Trời ơi, thế là mất hết không còn gì luôn. Không, bây giờ thế mời. Là mấy năm nay là ông có liên hệ cho cô không? Trời, nó đi từ đó mất tích này. Cái mèng luôn rồi à? Mất tích thì thế không... ông ăn được hết tỷ, hết chỗ 1,5 tỷ đấy là ông có đòi được tiền nữa không, mượn tiền nữa không? Thì cái đợt ra phường công an á. Không, con đang hỏi là tại lý do tại sao cô phát hiện được mà là cô không cho mượn tiếp hay không. Là mình hết khả năng rồi? Không phải là hết khả năng mà đến khi mà phát hiện được ra là cái ngày nào, những cái ngày đó gần đó nó không đi tài xế nữa. Ừ. Mà nó nghỉ rồi nó cứ hấp tấp, nó về rồi nó một tí rồi nó đi nó bảo là nó tắt máy, tắt nguồn, nó bảo khi nào cần thì gọi. Ôi giời, lúc đấy thì hiểu rồi. Thế xong bắt đầu mới biết đến khi mà khi nó mới đóng kịch là nó về, nó lấy sổ, nó đi ra ngân hàng nó cầm, xong bắt đầu nó mới mượn cái người đàn bà nào á điện thoại trong đêm bảo chị ơi, chị có phải chị Mùi không? Anh Hậu anh đánh vợ, anh đi tù rồi. Đó, ôi nó lại bịa như vậy. Ôi giời ơi. Thế xong hôm sau mới bảo là nó mới lại điện, nó bảo đi tù rồi nhưng mà có thằng cháu nó bảo nãnh. Thế bảo tù ở đâu để tôi đến? Tù đâu tôi thăm hả? Ờ, để thăm. Thế nó nói bây giờ phải có tên trong hộ khẩu mới vào được. Đấy. Thế xong nó bị đặt trong. Nó nói cho cô nghe này. Đứa lên 3 tuổi nó biết rồi. Đấy chẳng có gạt cô 65 tuổi thôi. Con mà 3 tuổi không gạt con được. Người ta nói như vậy mà cô tin à? Thế là đến lúc này mình mới té ngửa đúng không? Thì cũng chạy án cho nó để cho nó giá. Ôi chạy bao nhiêu nữa? Ừ. Chạy bao nhiêu? 100 nữa. Ôi giời ơi má ơi là má. Thì bởi vậy nó bảo nó đi tù không? Đi tù mới nó bảo là bây giờ chỉ còn cơ hội là chạy án ra để khỏi đi tù. Nếu mà bên vợ mà nó kiện á là phải đi tù thì coi như là không có cơ hội để làm trả có tiền. Có là hôm đấy là cô vẫn chưa biết đúng không? Chưa. Đến lúc mà chạy án cho nó xong bắt đầu nó bảo ngày nọ ngày kia ra tòa để xử. Ui giời. Thế đến lúc khi có xử mà... không? Đến lúc khi phát hiện ra mới xuống cả tòa án tìm hồ sơ. Làm đó. Làm gì có tên ông tướng này đâu đúng không? Tòa án. Võ Minh Hậu hả? Huyện không có tòa Võ án. Võ Minh Hậu hay huyện hay là gì? Sang hai ngày. Ông tên Võ Minh Hậu. Võ Minh Hậu. Sang hết cả tòa án rồi huyện tìm hết luôn. Ông tướng này quê gốc ở đâu? Ở An Giang. An Giang. Địa chỉ cụ thể? An Châu, Châu Thành, An Giang. An Châu, Châu Thành, An Giang. Ừ. Võ Minh Hậu 1975. Tướng người là đậm, bự con. Cao khoảng 1m6 đến 1m62, 1m63 gì đó. Tướng người này chỉ 1m60, 62 thôi, 63 thôi. Cao hơn cô nhiều không? Thì cũng đàn ông mà. Không, đứng đàn ông biết là đứng thì cần so với cô á. Vừa vừa thôi. Nhiều khi mà hai đi so chắc chắn một năm là so nhiều rồi, so vừa nhiều vừa lần rồi. Vừa vừa. Trời đất quý thần ơi. Thua luôn cô rồi. Con cô hôm nay có biết cô lên đây không? Có, đã nghe là con gái nó bảo là nếu mà dễ đừng đi thì con chở mẹ đi. Cũng điện cho anh Hải rồi. Ừ. Nói chung là dập dình cách đây lâu đúng trước không? Dịch thì có điện rồi. À. Nhưng mà sao đi? Cái ông hàng xóm, ông hàng xóm bảo chị ơi chị còn gì là mất là chị đi đi. Ừ. Thì lúc đó là cứ nghĩ là nhục không dám đi. Lúc đó là chưa bán nhà. Nhưng mà hôm nay bán lĩnh chưa? Hôm đó chưa bán nhà.
thế bán nhà trả nợ xong rồi thì cái ông cứ bảo là chị ơi còn gì nữa đâu mà chị không đi. Hay là cô vẫn còn thương ông ta? Không. Bây giờ con hỏi thật cô này. Giờ nó căm thù rồi. Không. Nếu như bây giờ ông quay về ông trả cô không phải 1.5 tỷ là ông lại mới trúng số rồi. Ông trúng được 10 tỷ hơn 10 tỷ cơ. Về mua cho cô căn nhà đẹp, không phải 1.5 tỷ 3-4 tỷ. Không nhận. Yêu cô suốt đời luôn. Không, không, không. Mà bây giờ về hầu hạ cô luôn. Không, không, không. Sao kỳ ấy? Không. Lý do? Rồi cứ trả nợ cho tôi trả cho người ta, tôi rồi lấy lại những gì đã mất. Rồi xong yêu tiếp. Ok, bấm nút. Đừng bấm nút không. Bây giờ bấm gì? Không. Bây giờ còn cái mẹ gì nó không. Không, giờ cái vàng chồng trước mặt tôi không thấy nữa. Không, không, không. Cô không làm thế không được. Không, mô Phật. Không, mô Phật nhưng mà mô Phật. Thôi, 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 nậy 10 đời. Cô đạo gì? Cô đạo gì? Đạo Phật. Đạo Phật, mô Phật. Sao trước cô cũng mô Phật mà bây giờ mô Phật? Giờ tỉnh rồi. Tỉnh thì vào hòm đến nơi rồi, tỉnh gì nó mà tỉnh. Thì thôi. Tối nay gần vào hòm rồi. Gần rồi, gần đất xa trời rồi. Ôi giời ơi. Sống được ngày nào thì sống thôi. Hay là thôi mình làm từ thiện đi. Mình gọi là mình ấy đi. Mình cúng gọi là cúng thí đi. Lẽ là cô sống 80 thì cô cúng thí cái mẹ thì 1.5 tỷ này cô sẽ trống được 100. Nhưng mà giờ nhục lắm, giờ không có đồng nào trong tay, trắng tay rồi, đi vay mượn người ta. Thì mình đi xin, mình cứ nói thẳng. Xin rồi, đồng xin. Trả đồng xin rồi nhưng mà cũng nhục lắm. Đồng trả đồng xin mà rồi. Bây giờ đi ở nhờ nhục lắm, bây giờ những muốn... Những người vay tiền ấy, những người cô vay tiền trước đây, đến khi cô trả tiền, người ta có hỏi cô không? Không, đến lúc nó trốn là nói ra sự thật. Đến tận nhà nói ra sự thật, bây giờ cũng phải đấu tranh tư tưởng, bây giờ không nói ra sự thật. Thì người ta đòi đúng không? Người ta đòi, lãi lờ đúng không? Lãi lờ hàng tháng. Mà bây giờ cố trả hết cái năm 2019, nghĩa là Tết cứ trả hết cho người ta ăn Tết vui vẻ, mà trong đó là mình đau xót, mình đi vay chỗ vay lãi trả lại. Ôi giời ơi. Sổ đất đi cầm. Vừa rồi ngân hàng nó về nó siết nhà không có chỗ ở. Nó niêm phong nhà không có chỗ ở. Nhục cơ đó. Sao cô không ra đây ở? Biết ở đây. Mà đây đâu có đây đâu nhỉ? Sật trên mạng xã hội á. Sật trên Google, ông Google ông cho hỏi đây ở Bình Dương ở đâu, ở đây ở Đồng Nai ở đâu? À Đồng Nai nó có đê. Đi nói chuyện Đồng Nai có đê. Nói chuyện sự thật ra thì người ta bảo em không biết nhưng cứ cho chị mượn là mượn thôi. Đấy chưa. Người ta vẫn không quan tâm luôn. Thì cũng nói tôi bảo nhà cửa để đấy. Sau này sao cô không trốn? Giải quyết sau. Nhưng mà đây là tôi nghĩ là đây là sự thật. Sao cô không trốn? Vẫn là sự thật. Vì tôi ở lại là đối diện với sự thật, tôi không tránh né. Thế thì xin đi, trả một nửa, xin một nửa. Xin rồi. Nhưng mà bây giờ tôi trắng tay rồi. Bây giờ này. Cô nói chuyện lớn tiếng à? Ba hồn bảy vía, đọc tên luôn. Bây giờ mày tao chứ không anh em gì. Bây giờ còn anh em đâu? Không. Anh em mẹ chứ mà anh em thằng nhóc con thì anh em gì? Thằng này thằng ngoé thì anh em gì? Bây giờ không thể gọi anh em được, bởi vì nó nhỏ tuổi hơn cô nhiều. Nha, cô lớn tuổi rồi. Cô là bà cụ rồi. 60 tuổi rồi đây là người ta gọi bà cụ rồi. Mà cô 65-66 rồi thừa bà cụ rồi. Còn ông tướng này là còn nhỏ. Bây giờ cô nói lớn tiếng lên. Hậu ơi Hậu, mày sống khôn, mày đang ở đâu? Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía. Mày quay về mày trả tiền cho bà nha. Nói to lên, mày quay về mày trả tiền cho bà. Mày đứng đi gạt bà già nhớ. Bà già đã mất nhà mất cửa rồi, khổ đau rồi. Cô nói lớn tiếng này, tự cô nói chuyện. Đấy, tự cô nói chuyện. Trước mình nói chuyện sao giờ? Trước cô nói chuyện ngọt nhưng bây giờ phải cứng. Nói chuyện lớn tiếng này. Đấy, cô nói đi, bắt đầu. Hậu ơi Hậu, giờ mày sống ở đâu? Ba hồn chín vía. Mày mang tiền về đây mày trả cho bà. Bà vay mượn cho mày. No công nợ cá nhân. Đủ hết các chuyện. Bây giờ mày rút ván qua cầu. Bây giờ tao mất hết tài sản rồi. Mày ba hồn chín vía ở đâu? Mày mang tiền về đây trả cho bà để bà trả nợ cho người ta. Hậu ơi là Hậu, mày hiểu chưa? Mày sống ở đâu? Mày trọ ở Bình Dương. Mày con quen con Tuyết ở Tiền Giang. Tao xuống Tiền Giang tao tìm mày. Người ta bảo mày cũng nợ mày đi rồi. Mày có một cái xe ô tô. Tao biết cầu ở dưới Tiền Giang rồi. Tao xuống rồi. Bây giờ mày ở đâu? Mày hiện ra đây. Mày ngoan ngoãn mày về đây. Mày thương lượng với tao. Mày mỗi tháng mày trả cho tao bao nhiêu để tao trả nợ cho người ta. Không thì mày sống mày coi là Hậu. Mày có hiểu không? Bố mày cũng thông đồng với mày. Quen tao. Nói là vun đắp cho tao, cuối cùng cũng nghe mày rủ rỗ mày, nhờ bố mày xuống Tiền Giang nói chuyện với gia đình nhà con Tuyết. Mày biết không? Hả? Mày dẫn con Tuyết về nhà. Nó còn biết có 7 con chó, mày biết không? Mày lừa tao, mày khốn nạn. Thằng khốn nạn. Mày ở đâu mày về đây mày trả nợ cho tao. Tao đã nhờ công an, tao báo công an hết rồi. Bây giờ khôn hồn thì mày về đây chứ không mày ăn đòn, mày đừng trách tao. Mày hiểu chưa? Hậu ơi là Hậu.
Tao nhục lắm rồi. Khổ quá. Bây giờ tao lên đây là tao không còn gì để mất nữa. Tao công khai với cộng đồng mạng, tao công khai với mọi người giúp đỡ tao tìm lại những gì đã mất. Hiểu không nào? Mày hiểu chưa? Mày ở đâu mày khôn hồn mày về đây mày thương lượng với tao. Không thể mày đừng trách mày không trả tao thì mày cũng vào bóc nịch thôi. Mày đã một đời mày bóc nịch rồi, mày giờ mày bóc nịch tiếp. Không ai thương mày đâu Hậu ạ. Đi khoan lại sao? Chia nhau không phải đóng tiền làm ma mà còn chia nhau mỗi người 1 triệu. Ui tại dạ. Sao tao biết? Nhưng tao không thèm xuống kiếm, tao kiếm kiểu gì cũng gặp anh em nhà mày. Nhưng tao để cho mày báo hiếu cho xong. 10 đời, 10 năm tao trả thù chưa muộn Hậu ạ. Khôn hồn thì về đây, thương lượng với tao, công an đã bao vây hết rồi. An Giang nữa là Tiền Giang là tao báo hết rồi. Chỗ nào tao cũng báo hết rồi. Mày khôn hồn thì về đây, trả nợ cho bà. Nghe chưa? Hậu ơi là Hậu, 3 hồn 7 vía, 3 hồn 9 vía. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt này. Nếu mày không về đây là tao sẽ cúng mày luôn. Đúng ngày này là sẽ cúng hàng ngày, là hàng năm là cứ ngày này cúng. Cô cứ cúng cho con là nó không làm ăn được, buộc lòng nó phải quay về thôi. Đấy, cứ cúng đúng tên tuổi họ tên nó luôn. Đấy, mình cúng như vậy. Liên ngày 3, ngày 7 cúng cô hồn, cúng nó luôn. Này không được rồi, lừa gạt phải phụ chị em phụ nữ không được rồi. Đáng tuổi cha tuổi mẹ mà vẫn đi gạt người ta này. Mà vẫn anh em được thì không biết là nó anh em cái kiểu gì, thằng này khốn thật. Anh em cái kiểu gì biết là người ta lớn tuổi người ta già này mà vẫn anh em được. Đó. Các anh em Hiệp sĩ Bình Dương, đặc biệt là công Trần đã từng chia sẻ rất nhiều, phải nói là hàng trăm ngàn câu chuyện khác nhau. Nhưng mà rất nhiều người không nghe và không tin, nói là anh em dựng kịch. Đó, nhưng mà đây là thực sự là đau đớn chưa, mất nhà mất cửa. Đó. Cũng có nhiều chị em phụ nữ về đây chia sẻ, cuối cùng đến giờ phút này là gia đình biết được thông tin rồi đó. Người tình mất, tiền mất, nhà mất, con mất. Đó. Khổ. Đấy như cô này bây giờ cũng lại vậy. Tuổi này sau năm 70 rồi, đến giờ phút này vẫn bị gạt. Cô ở Đồng Nai này cũng giống như cái cô mà giáo viên cách đây 2 năm về trước, là bị ông tướng gọi là sư thầy giả ở thành phố Hồ Chí Minh hóc môn ấy. Ông ăn cả tình ăn cả tiền. Đó, cũng kiểu như vậy. Cứ dụ những lời ngon ngọt ấy. Tại sao phụ nữ ngộ ghê. Phụ nữ thì những ông đàn ông nói chuyện cứ ngọt là thích. Mà cái người nói thật thì không nghe. Đây lạ vậy ấy. Rồi bây giờ này, hôm nay cô về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình, đăng tin là tìm ông Võ Minh Hậu sinh năm 1979, quê Chợ Mới An Giang, 75. Đúng không? À 75 đúng không? Hoàn toàn là những cái thông tin cô chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Đúng sự thật, có giấy nợ này, có hóa đơn này. Coi như là không có gì để mà tất cả đều sự thật hết, cần thiết thì tôi trình báo mang kia đây rồi. Nếu sai là cô hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu nha. Sai hoàn toàn chịu nhiệm, nếu có mặt ở đây đố nó dám cãi. Rồi. Đố nó dám cãi một câu. Rồi, cãi thì anh em sẽ có hóa đơn có rồi, bây giờ dưới đó. An Giang là có hồ sơ hết rồi, tôi chỉ ano cái nó dưới nhận được thôi. Rồi, con cảm ơn cuộc chia sẻ của cô. Vâng, cảm ơn. Cô có điều nào muốn chia sẻ trên video này? Để hy vọng các chị em phụ nữ, đặc biệt là các cô có thể lớn tuổi nhưng không may lỡ đang quen nếu biết được xem được video này, có thể là mọi người lé cha xa để tránh tình trạng mà giống như cô giờ, tiền mất mà tật mang. Rồi, cảm ơn cô chia sẻ. Tôi cũng qua cái thông tin này thì tôi cũng có ý kiến là thôi, chị em phụ nữ mình nhẹ dạ cả tin, cũng nghe lời những đàn ông ngọt ngào thì mắc phải những cái tình trạng như tôi, thì mong chị em phụ nữ ra là tỉnh lại để mình lấy lại cuộc sống cho nó bình yên, đừng có nghe những lời dụ dỗ rồi đâm ra mất nhà mất cửa mất của thì tan nát gia đình khổ như tôi. Thì mong chị em chúng ta sẽ cảnh giác và tỉnh táo. Dạ, cảm ơn cô. Rồi hôm nay cô về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm cái ông tướng Hậu này. Cô có đồng ý cho các anh em Hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin của cô lên tất cả trang mạng sau không? Tôi chấp nhận. Rồi cảm ơn cô nhé. Rồi chúc cô luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng là các con cô thì thôi thì cũng đồng cảm và cũng hiểu và có thể là xem xét cho cô, bởi vì cái này nó thật là cũng không ai mong muốn của. Nói chung cô cũng mong muốn là tìm được một người thực sự là người thương yêu mình, nhưng không ngờ là bị đúng ông tướng này ông gạt cô nhé. Tôi cũng xin cộng đồng mạng và gia đình cũng thông cảm cho cái sự việc của tôi gây ra. Tội nghiệp quá cô chú chị. Đấy. Bà cụ 65 tuổi bật khóc luôn. Tội nghiệp. Quá tội nghiệp. Rồi cảm ơn cô. Cô bình tĩnh nhé. Anh em sẽ cố gắng giúp tìm bằng được nhé. Vâng, tôi xin cảm ơn. Cảm ơn cô. Tất cả.